Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, trong thời kỳ đổi mới, việc cải cách ruộng đất hiệu quả tạo ra kinh tế tại xã Hạ Lỗi lúc bấy giờ chỉ có duy nhất ông Thông Huệ làm được. Bằng tư duy tiến bộ, biết vận dụng điều kiện tự nhiên, ông đã được xã cấp cho mảnh đất để phát triển trồng cây hoa hồng của mình. Tuy nhiên, những kẻ cơ hội như Tâm lại chỉ muốn lấy mảnh đất đó phục vụ cho lợi ích cá nhân. Bức xúc với Tâm cũng như với hệ thống chính quyền địa phương lòng lèo, bà gái đã tới gặp Nguyễn Công. Cuộc trò chuyện giữa bà và anh đã diễn ra như thế nào? Nguyễn Công sẽ cư xử ra sao? Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 17 của cuốn tiểu thuyết Tấn kịch ở Hạ Lỗi của nhà văn Nguyễn Nguyễn Hồng Phương qua giọng đọc của Kim Yến. Việc này rất hệ trọng. Ta nhờ anh vào đó, dò la xem có đúng là thằng Công định lấy lại cái nhà ấy không? Thì lấy lại được càng hên chứ sao? Đệ tử chép miệng rồi khịt một cái rõ to. Đất đai nhà cửa ở đô thị bây giờ có giá lắm đấy. Chuối lấy xong bán đi được món tiền to. Ngu! Quân sư mắng đệ tử. Nó lấy nhà xong đưa lão Huệ về đấy rồi tách theo. Thì công lao mấy chục năm trời của vợ chồng tao đổ ra sông ra biển hết à? Hóa ra ông ta sợ thằng công chuồn về với cha đẻ của mình. Đệ tử gật gù nghĩ. Già cái lão mặt sắt đen xỉ này cũng có lúc biết sợ đây. Đệ tử bỗng chốc hóa thành thợ săn mồi. Ừ nhỉ, có thế mà tao không nghĩ ra. Cái đầu múp cá chê của gã thợ săn lắc lư. Mà có nhẽ thế thật. Ngôi nhà khang trang, lại nằm giữa ngã tư địa thế thuận tiện mà người yêu lại đang ở lấy được nhà đón cha đẻ cưới vợ lấy người chăm sóc tuổi già cho cha chả là nhất cử lưỡng tiện hay sao anh nói thế là có ý gì ông bao hỏi nhưng mà chả nhẽ lòng dạ con người lại vô tình vô nghĩa thế gã thợ săn nghe quân sư hỏi nhưng cố ý để ngoài tai giọng rền dứ chẳng nhẽ chủ tịch công không nghĩ đến người đã giúp nó cải tà quy chính, mới được phương trưởng nên người như hôm nay hay sao?" Gã liếc nhìn con mồi rồi buông thêm tiếng thở dài não nuột. Nhưng mà chả biết thế nào, sông cái còn đổi dòng nữa là lòng người. "Thì theo anh bây giờ tao phải làm sao?" Con mồi bắt đầu thấy hơi lửa lùa vào hang. Thợ săn quyết định tăng thêm nhiệt lượng nếu bây giờ tố cáo ra sự thật e sẽ dây dưa đến bố mà cứ để cha con nó tích về với nhau hóa ra công lao mấy chục năm trời của ông bà khác nào dãi tràng xe cát biển đông thì ta mới tìm anh để bàn con mồi co người tìm lối thoát vậy bây giờ bố muốn con làm thám tử hay làm kẻ phá rối gã thợ săn đưa con mồi vào thế lưỡng nan mụ ở dặn ta nhờ anh trước khi đi dò la xem ý tứ thằng công thế nào đã rồi mới tính ông bao nói hiểu rồi gã thợ săn giảm nhiệt độ chuyển sang mơi nhưng để moi được tin này phí tồn khá nhiều đấy bố ạ à. lại mất phí tồn á ông bao giật giọng có ai cho không ai cái gì đâu tâm khịt hiện nguyên hình thế bố tưởng tự nhiên bọn nó móc họng phun ra tồ tô như là bò đái à nhưng độ bao nhiêu nhỉ? Ông bao hỏi, cũng tùy. Tâm khịt nói, bố cứ đưa tạm cho con đôi triệu rồi tính sau. Ôi rồi ôi! Ông bao kêu ré lên như là phải bỏng. Tiền triệu cơ à? Nghe tâm khịt, lại khịt một tiếng. Cặp môi chuối mắn bĩu môi như là hai con đĩa trâu. Đúng là kẻ keo cúi, không muốn chi. Chỉ thích ăn người. Gạ buông sóng một câu tốn quá thì thôi vậy ấy sao lại thôi ông bao xua tay nói là vậy nhưng cần thì vẫn phải chi có điều vợ chồng ta già chẳng làm ra tiền cứ mỗi chút phụ cấp nên chỉ có một hào một góc cũng phải tính tâm khịt cười hô hố cả cái xã hạ lỗi này nói ai thiếu chứ nói bố mẹ chủ tịch công thiếu tiền người ta cười cho ta nói thật mà ông bao vẻ trần tình thôi đi bố Tâm khịt khoát tay. Còn có xin bố đồng nào đâu mà bố khoe nghèo. Thử hỏi xem nhà bố thiếu thứ gì nào. Vô tuyến truyền hình Sony màu 21 inch hạng nhất này. Đài Panasonic này. Tủ lạnh Toshiba này. Quạt trần điện cơ thống nhất này. Quạt bàn tay voi liên xô. Đấy là chưa kể tiền trong hai cái sổ tiết kiệm gửi kỳ hạn 12 tháng. Mẹ cha cái thằng này như là ma sói ông bao giật mình thon thót khi nghe tâm khịt điểm của ăn của để trong nhà mình. Ông vội khỏa lấp. Tiền đấy là lương của thằng Công đưa cho vợ chồng ta để ăn dưỡng khi về già. Nhưng mà ta tích cóp lại phòng khi nó cưới vợ, chứ tiền ta lấy ở đâu ra? Tâm khịt cười nhạt. Thì bây giờ cứ rút ra làm vũ khí gậy ông đập lưng ông, phải không thưa quân sư? Quân sư nhấc chén nước lên ực một ngụm nhăn mặt chửi đồng mẹ kiếp trà cháo gì đắng ngắt đắng ngơ như là mật công vậy đệ tử cung kính dạ thưa quân sư đây vẫn là trà của chủ tịch công cho đệ tử đấy ạ à? vẫn vậy mà sao lại đắng nhỉ quân sư chép miệng nhăn mặt tâm khịt liếc nhìn thầm nghĩ còn đắng nhiều bà gái đến cổng gác xin vào người gác cổng trợn trạo hỏi bà già đến gặp ai vậy bà gái đáp bác làm ơn cho tôi gặp chủ tịch công một lát tôi có việc cần bà gặp về việc gì có đăng ký chưa bởi gác cổng cau có khó chịu nhìn bà lão ăn mặc kiểu nhà quê bằng nửa con mắt ngắt lời tung ra hai câu hỏi cùng lúc tôi có việc cần muốn trình báo với chủ tịch thật mà bác làm ơn cho tôi vào bà gái này ai đến đây mà chả nói có việc cần người gác cổng sẵn giọng chưa đăng ký miễn gặp còn muốn kiện tụng thì sang bên phòng tiếp dân tôi không kiện tụng ai cả nhưng tôi có việc mới lặn lội từ dưới quê lên đây bà gái năn nỉ bà quê đâu người gác cổng trột dạ tôi là người hạ lỗi bà gái đáp nghe hai từ hạ lỗi người gác cổng đổi giọng bà là người nhà của chủ tịch hay là người cùng quê Nói người nhà cũng đúng, mà không phải người nhà cũng đúng. Bà gái đáp, nhờ bác bẩm báo với chủ tịch, có bà gái xin gặp là chủ tịch biết ngay. Câu nói kiểu hai mang nghe khó đoán, nhưng kinh nghiệm gác cổng lâu năm cho anh ta hiểu đây là nhân vật có vấn đề. Liền thay đổi động thái mở cửa vọng gác đi ra. Vậy sao bà chẳng nói ngay với cháu bà là người nhà của chủ tịch có phải là xong rồi không? Thì tôi trả thưa với bác mãi rồi đấy thôi, bà gái nói bác cứ đồng ý cho tôi vào là được tôi biết phòng của chủ tịch rồi ấy chết người gác cổng xôn xoe chuyển đổi ngữ điệu đã là người nhà của chủ tịch cháu phải đưa đến tận nơi chứ không chủ tịch lại mắng cháu làm việc tắc trách bà gái cười mỉm vì thái độ dễ thay đổi của người gác cổng rồi đi theo anh ta vào đến nơi anh ta gõ cộc 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 vào cánh cửa cửa mở cái đầu thư ký riêng của Nguyễn Công ló ra. Việc gì vậy? Người gác cổng xua tay. Thưa anh, bà đây là người nhà của chủ tịch ạ. Thư ký gật đầu, phất tay ra hiệu cho anh ta lui, rồi mời bà gái vào. Nguyễn Công đang lúi húi xem tài liệu, ngẩng lên, thấy bà gái. Anh trột dạ, ngỡ ở nhà có chuyện gì hệ trọng xảy ra, nên bà gái mới lên sớm vậy. Anh đứng dậy. Ôi, con chào cô. Cô lên sớm thế này có làm phiền anh không? Bà gái nói. Sao cô nói thế? Nguyễn Công kéo ghế cho bà ngồi. Hôm nay cô là khách quý của con đấy. Anh quay sang bảo thư ký. Pha nước xong, cậu ra treo giúp tôi cái biển chủ tịch đi vắng nhé. Thưa anh, người thư ký đứng dậy hỏi. Có đặt cơm khách trưa nay không ạ? À? ấy đừng, bà gái gàn. Tôi lên gặp chủ tịch một chốc một lát thôi cơm cháo gì. Có gì tôi sẽ điện. Anh bảo người thư ký rồi ngồi xuống đối diện với bà. Có chuyện xảy ra với cha con hả cô? Ông Huệ không sao. Bà gái đáp, cô lên đây có chuyện muốn hỏi anh đây. Vâng, con xin nghe. Anh thở phào nhẹ nhõm. Bà gái ngừng lên nhìn Nguyễn Công giọng quả quyết. Có đúng anh đang nối giáo cho thằng Tâm làm những việc thất đức vậy không? Con, con, Nguyễn Công ấp úng, con chưa hiểu ý cô. Anh cứ để cho cô nói hết đã. Bà gái tiếp lời. Anh có biết thằng đó dựa vào bóng vợ chồng ông bao thao túng chính quyền vùng hạ lỗi chui vào hội đồng không? Anh có biết vợ chồng nó dùng tiền áp đặt ủy ban, mưu mô nhằm chiếm khu đất trồng hoa của cha anh để xây nhà nghỉ và nhà hàng đặc sản không? Anh có biết nó nhẫn tâm phụ tình phụ nghĩa vô ơn với cả những người đã từng cưu mang nó không? Tôi thì không sao, nhưng còn cha anh, ông ấy làm gì nên tội mà phải chịu cảnh sống như vậy? Cùng với lời nói, mặt bà gái đỏ bừng, sắt đanh lại dường như bà đang chút hờn giận vào từng câu hỏi với bao nỗi niệm chất chứa trong lòng cần giải thoát nguyễn công biết bà gái vốn hiền lành nhu mì và ít nói nhưng phải nói ra thế này nghĩa là bà quá bức xúc nguyễn công đứng lên sang ngồi xuống cạnh anh nhấc chén nước đưa cho bà lựa lời cô ơi con là người có trách nhiệm cao nhất mà để xảy ra tình trạng thế này con là người có lỗi với đảng với dân là đứa con mà để cho cha mình bao nhiêu năm phải sống lay lắt, vất vưởng thui thủi một mình. Như vậy con cả kẻ bất hiếu. Để cho cô tuổi cao rồi mà phải vất vả lật đật lên đây tìm con kêu khổ thì con là kẻ bất nghĩa. Con thành thật xin lỗi cô. Chuyện xảy ra như vậy đâu phải là lỗi của anh. Bà gái nói sau khi nhấp ngụm nước. Nếu như ngày ấy cô không khuyên cha anh cho anh sang làm con nuôi vợ chồng ông bao và thỏa hiệp ngó lơ cho ông ấy thay tên đổi họ của anh, thì bây giờ làm gì có cảnh tan đàn xẻ nghe thế này? Cô ơi! Anh cầm tay bà gái, còn chưa bao giờ quên trong tim mình mang dòng máu họ trịnh mà cô. Cô tin là vậy. Bà gái nói, vì đó là cốt nhục máu bù ruột già mà. Nhưng mà cô ơi! Mắt anh rưng rưng, còn phạm sai lầm đã ruồng bỏ cha mình một kẻ như vậy làm sao xứng đáng là con người hả cô không ai nỡ trách cứ một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời đâu con bà gái nói hà ơi tất cả đều do mưu mô của ông bao mà ra cả nhưng không có vợ chồng bố mẹ nuôi thì con đâu được như ngày hôm nay trịnh hạ thở dài ừ anh nói thế cũng phải bà gái cầm tay anh vỗ về nhưng chẳng lẽ cứ để mãi thế sao đã đến lúc ân oán cần phân minh rồi buộc vào thì cũng đến lúc phải cởi ra thôi. Thực lòng con muốn cởi, nhưng chưa biết cởi thế nào đây cô ơi. Giọng anh nghẹn ngào. Cô biết cởi được thật là khó. Bà gái nói, nhưng nếu không cởi được thì cha anh sẽ sống sao đây? Chẳng nhẽ còn chút thời gian cuối đời mà cha không dám nhận con. Vậy liệu khi chết có nhắm mắt được không? Mà cứ để tình trạng thế, liệu thằng Tâm có để yên hay lại dựa vào đó để hù dọa kiếm cớ tiến thân? con hiểu ý cô nguyễn công nói mong cô hãy an lòng con xin lấy danh dự người đảng viên hứa với cô không để bất cứ kẻ nào lợi dụng cơ hội thao túng được con anh hứa vậy thì cô yên tâm bà gái đứng dậy nói ra được những điều chất chứa trong lòng cô thấy nhẹ lòng rồi bây giờ cô về để anh làm việc ấy cô ở lại đã nguyễn công nói mấy khi cô lên đây để con thu xếp phòng cho cô nghỉ ngơi rồi chưa nên ăn cơm với con bà gái viện lý do cảm ơn anh. Nhưng mà trước lúc đi, cô đã không nói với cha anh tiếng nào. Mà hôm qua đã hứa với ông ấy, hôm nay ra làm cỏ bắt sâu cho mấy luống hoa mới trồng. Không thấy cô, thể nào ông ấy cũng mong. Biết không giữ bà ở lại được, Nguyễn Công điện cho lái xe chuẩn bị ô tô đưa bà về. Anh tiễn bà xuống sân ủy ban, mở cửa xe, biện dị nắm tay bà. Cô ơi, mọi việc của cha con, chăm sự con nhờ cô chăm sóc bà gái thấy mắt mình cay cay bà vỗ nhẹ vào cánh tay anh ra hiệu cứ an lòng rồi lên xe xe chạy ra đến cổng người gác cổng nhấc cây chắn lên giọng bởi lời bà lại về ngay à sao không ở lại xơi cơm với chủ tịch rồi hãy về bà ơn bác bà gái nói thư thả để khi khác đợi ô tô đi khuất anh ta vào tròi gác rút máy di động ra gọi alo xếp tâm đấy về không đằng ấy có tin mới toanh đây. Muốn nghe mang rượu bao tử chuột tam thể lên. Mấy đêm liền, Nguyễn Công mất ngủ. Anh đã phải dùng đến thuốc ngủ mạnh rồi mà vẫn không sao ngủ được. Những gì xảy ra gần đây và những lời gan ruột của bà gái như cào xé vào trái tim mẫn cảm của anh. Nhưng như bản chân sau khi đã vượt qua bãi sình lầy, ngại ngần không muốn quay lại. Trong lòng anh biết bao nỗi băn khoăn chăn trở phía sau là quá khứ xa lắc xa lơ còn phía trước là hào quang rực rỡ là con đường bằng phẳng rộng dài trơn tru đưa bản chân anh đi tới một khung trời tươi sáng đã bao năm rồi bằng lý trí cảm thụ anh sống với niềm tin của người cộng sản và tự hào với niềm tin đó chưa một phút nào anh ân hận chưa lúc nào anh hồ nghi anh đã đi đã phấn đấu bằng chính năng lực tự thân xuất phát từ nhận thức và hấp thụ nền giáo dục trong một xã hội đang vươn tới những điều tốt đẹp văn minh công bằng và đạo nghĩa đời sống không có công thức không giáo điều nhưng là trục hướng tâm vô định với vòng xoay vô hình xoắn quanh những vòng đời bất biến lý tính tạo ra hệ quả và chế độ đè ra lòng người câu định nghĩa ấy như một khẩu ngữ của tư chất hành động có chăng điều dây dứt ở trái tim anh bởi quá khứ cay nghiệt liên quan đến mối dây ràng buộc với những người thân yêu không thể tách rời cha đẻ anh bố mẹ nuôi cô gái và cả thanh loan nữa tất cả đều lăn lộn vật vã để hướng tới cái riêng của chính họ nhưng đời còn có từ nhưng dành cho những điều giả định nhưng một khi danh vọng địa vị là nước thang khẳng định phẩm chất tư cách của cá nhân trong quá trình vận động thì danh vọng địa vị và nấc thang quyền lực cũng là thứ bùa mê thuốc lú cám dỗ ngặt nghèo che mờ lý trí nghĩ đến đây nguyễn công bỗng thấy bồn chồn lo sợ anh ngồi bật dậy lưng áo đẫm mồ hôi đầu óc run sợ nghĩ đến sự thật bị tố giác bóc trần phơi bày ra hết thầy anh sẽ thế nào trong con mắt của tổ chức anh sẽ thế nào trước cái nhìn nghiêm khắc của quần chúng anh mường tượng ra bao nhiêu người khinh bỉ phỉ nhổ phun nước miếng vào mặt hạ bệ anh xuống như là trẻ trâu đốt những hình nhân tết bằng sơm trên cánh đồng hạ lỗi không dám nghĩ thêm nguyễn công vùng dậy mặc quần áo mở cửa đi ra ngoài để tránh qua cổng chính anh vòng theo cửa thoát hiểm tường hậu ủy ban đi về phía đầm sen ngồi xuống bãi cỏ nơi anh và thanh loan mỗi lần hò hẹn mặt đầm trải rộng vào mùa này sen trong đầm trụi lá cây cối xung quanh bờ rậm rạp vòm trời u ám ánh điện từ những dãy nhà cao tầng quanh đầm in bóng xuống mặt nước lung linh đêm an phước tĩnh lặng êm đềm tựa nàng tiên xinh đẹp chìm sâu trong giấc ngủ hiền ngoan nhưng vẻ đẹp và sự an lành của thị xã nhỏ bé đáng yêu trong đêm nay không lắng dịu được trong lòng anh sao động có bao ý nghĩ chăn trở như muôn vàn lớp sóng dồn về ào ạt như muốn bung phá vòng cương tòa trong cái lồng tiếc nuối hơn hết anh nghĩ đó là danh dự danh dự của một con người danh dự của một cán bộ của một đảng viên mà bao năm qua anh đã phấn đấu rèn luyện mọi thứ sẽ hết cái kết cục bi thảm trong cuộc đời rồi cả thanh loan nữa nàng sẽ nghĩ về anh thế nào khi vở kịch hạ màn và vai diễn chính là anh liệu nàng có tha thứ cho anh không câu hỏi cùng với khuôn mặt trong trèo của nàng hiện lên sáng trong như một tờ giấy trắng yêu thương còn chưa đủ thì anh có quyền gì làm hoen ố tờ giấy trinh bạch ấy nhưng nhưng nếu không bóc trần ra thì đến bao giờ anh mới thoát tội trần gian hay là chết nguyễn công nghĩ đến cái chết chết là sự giải thoát nhưng còn cha sau anh đỡ chồng chất lên thân xác già nua ấy thêm một điều phỉ báng còn bố mẹ nuôi của anh nữa anh có quyền gì mà phụ công họ họ đã nhường cho anh từng miếng cơm hớp nước đưa dẫn anh đi trong mỗi bước đầu đời. Cái chết không phải sự trả nghĩa trả tình và càng không công bằng khi anh có ý định dìm mình trong quên lãng. Xảo biện là ngôn ngữ của kẻ tầm thường, đồng lõa với sự hèn hạ ích kỷ. Nhưng nếu không chết, nghĩa còn sống, mà đã sống thì phải sống sao cho ra sống, sao có thể nấp mãi trong cái kén đời biệt bùng không lối thoát. Đã đến lúc phải xé toang cho khuôn mặt thật hiện hình, xua đuổi bóng ma dĩ vãng với biết bao hệ lụy để giải thoát cho những thân đời vô tội. Nguyên nhân đã từ ta mà nên, mọi sự chớ chiêu dối ghen đã từ ta mà thành, thì chính ta phải là người gỡ dối. Nguyễn Công đang đấu tranh tư tưởng và mê mải với những ý nghĩ trồng chéo hỗn độn. Thì có một người câu cá từ dưới đầm đi lên Ánh sáng phản chiếu từ dãy nhà cao tầng phía bên cây đầm làm anh nhận ra đó là người đàn ông đã luống tuổi. Đầu đội mũ tai bèo, trên vành mũ gắn chiếc đèn pin đi săn. Môi ông ta ngậm tẩu thuốc đang cháy, thi thoảng lóe lên, soi rõ mảng da sám nắng và lớp ria mép và tròn dâu dưới cầm. Ông ta đi đến chỗ anh, nhấc tẩu thuốc ra khỏi miệng chủ động bắt chuyện. Này anh bạn trẻ, cậu không có ý định chẫm mình xuống đầm đấy chứ? Chào bác." Nguyễn Công chào rồi hỏi lại, "Sao bác lại cho rằng tôi có ý định tự tử?" "Tôi thường câu đêm ở đây nên tôi biết." Ông lão câu cá nói, "Không tự nhiên nửa đêm có người lại lang thang đến đây ngồi một mình, không thua cờ bạc vỡ nợ thì ắt là cãi nhau với vợ, tôi nói có đúng không anh bạn?" "Bác đoán sai rồi," anh nói, "Tôi không thua bạc, không vỡ nợ và cũng chưa có vợ để mà cãi." Ông lão câu cá ngồi xuống gần anh, lột chiếc mũ tay bèo đặt lên đầu gối. Vậy ra anh là anh chàng còn độc thân. Nhưng chẳng có ai vô duyên vô cớ ra đây vào giờ này nếu một khi không mắc bệnh tâm thần. Ông chìa chiếc đầu vừa nhồi thuốc cho anh. Làm một bi không? Thuốc sợi cao bằng đấy. Cảm ơn bác tôi không hút. Anh từ chối. Từ bé cha tôi đã khuyên đừng hút thuốc hay là nghiện ngập bất cứ thứ gì cả. Vậy cậu có một người cha tốt. Ông lão câu cá nói sau khi rít một hơi thuốc, phả khói ra hai bên mép. Trong lòng có vướng mắc, sao cậu không về dãi bầy với cha mình? Có hơn là ra đây ngồi một mình ở bờ đầm này không? Anh nhổ cọng cỏ may đưa lên miệng nhấm. Tôi công nhận là ông đoán đúng, rằng tôi đang có những điều lấn cấn. Nhưng còn nói với cha mình, muốn đấy nhưng mà thật khó. Cậu làm gì có lỗi với ông ấy à? Ông lão câu cá nghiêng mặt nhìn anh. Không phải là lỗi, mà tôi là đứa con khốn nạn anh dứt đứt cọng cỏ may ném xuống đất phải ghép tôi vào tội bất hiếu mới đúng ái chà chà thú tội trước bình minh ông lão câu cá kêu lên nhưng cho tôi tò mò một chút tội cho cậu có ghê gớm bằng sự phản bội của ông đồ đa với chúa jesus không ông là người công giáo ư nguyễn công hỏi không tôi vô thần ông lão câu cá lắc đầu đó là một điển tích của người theo đạo nói về sự phản bội mà tiện thể tôi nhắc lại thôi còn thực ra tôi thích thuyết tương đối hơn thứ học thuyết mà cả nhân loại đang coi đó là hướng đi đúng đắn nhất trong quá trình khám phá vũ trụ và hoàn thiện con người vậy còn thuyết nhân quả ông có tin không nguyễn công hỏi tiếp không ông lão câu cá đáp thuyết nhân quả dành cho những kẻ nhẹ dạ cả tin tôi không tin có nhân quả. Tôi nghiêng về sự hối lỗi, lòng vị tha qua những động thái bản năng và sự tha thứ của trái tim nhân hậu. Vậy theo ông, chỉ cần hướng cho con người sống theo tính thiện, chứ không cần những biện pháp hay thủ đoạn. Nguyễn Công nêu câu hỏi vì cảm thấy thích cách giải biện của ông lão. Anh bạn trẻ thân mến, trỏm dâu của ông hất lên hất xuống theo nhịp nói. Nếu phương Tây coi bản năng là văn hóa phô diễn và cho đó là mục tiêu phát triển, thì Phương Đông lại cho rằng hệ chiếu văn hóa ấy là phản động. Vì những thứ mà người Phương Đông muốn che giấu, thì người Phương Tây lại đem ra phô bày trần trụi. Dẫu vậy, không nên đánh đồng phủ nhận hai phương diện ấy. Vì tuy khác nhau về hành động, nhưng cả hai đều mong vươn tới sự hoàn mỹ trong kết quả. Mà nói cho đúng, mặc dù đó là hai đường thẳng song song, thì cũng chỉ là hai mặt của một vấn đề bởi ai cũng muốn đề cao vai trò cái tôi trong đời sống tư tưởng của riêng mình ở mọi động thái kể cả khi phải bất chấp dùng đến thủ đoạn hay là biện pháp như anh vừa nói nhưng theo thiện ý của tôi hai cụm từ thủ đoạn hoặc biện pháp ấy đều đồng nghĩa đồng tính và đồng nhất trừ khi tư tưởng của con người đặt hệ ý thức và hành động của mình vào khoang lương thiện hay tàn nhẫn anh có thể nói rõ hơn một chút được không nguyễn công yêu cầu Tôi không hiểu những gì đã xảy ra trong gia đình cậu, nhưng mà trên đời này chẳng có gì là không giải quyết được. Có chăng cách đặt vấn đề và giải pháp như thế nào thôi. Tôi đưa ra đấy một ví dụ để so sánh hệ quả giữa người phương Tây và người phương Đông cho anh bạn tham khảo thêm. Tỷ dụ như, ông lão câu cá, đưa tay lên vỗ chán rồi nói tiếp. Anh bạn biết không, ở phương Tây, khi giải quyết mâu thuẫn, họ choàng nhau một trận, thế là xong. Còn người phương Đông thì khác, đánh nhau chí chết xong rồi nhưng lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện trả thù trả thù mà bên tàu có khẩu ngữ quân tử trả thù mười năm không muộn cháu ôi cái thuyết âm mưu cứ đeo đằng mãi trong khi cuộc đời thì ngắn ngủi nói như ông thì đơn giản quá nguyễn công nói tôi thèm ước thả cha tôi đánh tôi một trận như người phương tây hơn là ông ấy yêu thương tôi nhiều đến thế sao ông lão câu cá nhấc tẩu thuốc ra khỏi miệng. Cha cậu yêu thương cậu, mà cậu lại không muốn. Yêu thương thì ai chả muốn. Nguyễn Công vỗ hai bàn tay vào nhau thành tiếng. Nhưng một khi lòng yêu thương đồng lõa với tính nhu nhược sẽ kéo lệch theo sang chiều hướng khác. Liệu cậu có đang nhầm lẫn khi nói về lòng yêu thương của đấng sinh thành đã tạo ra mình không đấy? Ông lão câu cá bức xúc. Vậy bác có biết rằng nếu nuông chiều một đứa trẻ cho nghịch lửa, ắt có ngày nó sẽ đốt nhà không? Anh vặn lại. Nhưng phải có nguyên nhân chứ, ông lão câu cá nói. Nguyên Đi. nhân ư? Ừ. Đã bao giờ ông thấy một đứa trẻ 7 tuổi đủ trí khôn để quyết định tương lai cho đời mình không? Anh nói giọng thật buồn. Ông đâu biết được, con đường phía trước càng rộng mở và đẹp đẽ. Thì lối về nhà càng xa lắc xa lơ. Đã bao lần tôi muốn phá bò bước rào ngáng chờ để đến gần thì tình cảm cha con chúng tôi ngày càng lao vào hố sâu ngăn cách ông có biết đã bao nhiêu đêm bao nhiêu ngày tôi thèm được một lần cha ôm tôi vào lòng như hồi còn thơ dại vậy mà muốn nhìn thấy cha tôi phải ngóng từ xa mỗi khi trái nắng trời trời tôi thèm được gần cha để tỏ lòng hiếu thảo đổi lại tôi nhận vào mình sự xua đuổi và cái nhìn xa lánh thế còn mẹ của cậu đâu ông lão câu cá nhìn anh ý kiến của bà thế nào trong chuyện này tôi không có mẹ giọng anh buông thõng vô lý ông lão câu cá phản ứng không có mẹ vậy ai đã sinh ra cậu chẳng lẽ cậu là đứa trẻ được kêu mang ở trại tế bần một người đàn bà phản bội lại chồng thỏa mãn với dục vọng tầm thường vậy theo ông liệu người đàn bà ấy có xứng đáng là một người mẹ không giọng nguyễn công đầy căng phẫn đừng mang sai lầm của ái tình phủ nhận vai trò làm mẹ ông lão câu cá nhẹ nhàng nói hai phạm trù ấy khác nhau mà cho dù bất cứ ở hoàn cảnh nào hay vì lý do gì đi chăng nữa thì người mẹ vẫn là người mang nặng đẻ đau sinh ra ta cậu có nên khe khát quá khi nói về mẹ mình bằng cái nhìn thiếu khách quan Quý thính giả vẫn lắng nghe phần 17 cuốn tiểu thuyết Tấn kịch ở hạ lỗi của nhà văn Nguyễn Nguyễn Hồng Phương. Phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.